là vinh dự của em. Em xin quý khán giả hãy cổ vũ cho em và hai người bạn cùng chơi ạ. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với người thứ ba. Chào quý khán giả, tôi tên là Ngô Ngọc Anh, 50 tuổi, nghề nghiệp nội trợ. Hôm nay tôi được mời đến tham gia chương trình siêu thị may mắn, tôi rất vui mừng. Và mong khán giả ủng hộ tôi và hai người bạn cùng chơi với tôi. Chúng ta đã cùng làm quen với ba thí sinh của vòng thi đầu tiên này. Ở vòng thi đầu tiên này, cả ba thí sinh đều nhận được 1.000 điểm, tương với 1 triệu đồng do ban tổ chức tặng trước. Các bạn hãy sử dụng số tiền này và mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Mua sắm sao cho đúng trong phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được nhận nguyên xe hàng và giữ nguyên số điểm. Nhưng nếu vượt khỏi phạm vi cho phép thì chúng ta sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và dĩ nhiên sẽ không nhận được xe hàng. Và các bạn nhớ rằng chúng ta chỉ có 2 phút thôi và phải mua sắm hàng hóa trên cả 3 kệ hàng của chúng tôi. Ai là người có mức sai số thấp nhất sẽ là người chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình. Bây giờ thì hãy thử xem hàng hóa trong chương trình siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Gối Vạn Thành, sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Nhôm Kim Hằng, sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà, chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ, 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Thuốc cảm viên Ameflu, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại, Ameflu ban ngày vitamin C tăng cường sức đề kháng, Ameflu ban ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Sữa dinh dưỡng Classmate, hỗ trợ trí não, giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ, tăng sức đề kháng, chống suy nhược thần kinh, giúp tỉnh táo. Sản phẩm dành cho học sinh trung học, giúp bạn có đủ sức khỏe và tự tin để học tốt hơn. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Funderby, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất calcium DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Chúng ta đã thấy hàng hóa trong chương trình siêu thị may mắn thật phong phú đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy bước vào siêu thị mua sắm ngay cùng với sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả. Hãy kiểm tra xem có cần lấy thêm những cái gì hay là bỏ bớt những gì hay không. Mới đủ chưa? Nếu đủ rồi thì hãy đẩy xe ra phía trước. Ai đủ rồi thì đẩy xe ra đây. Chưa cần thêm gì nữa không? Bỏ vào. Như vậy là cả ba thí sinh của chúng ta đã hoàn thành công việc trước 2 phút đồng hồ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Nhờ có chiếc máy tính tiền điện tử mà công ty Lý Phú Vinh cung cấp cho chương trình thì tôi đã tính tiền rất là nhanh chóng. Bây giờ bạn Sương đã mua 2 chiếc gối của bạn Thành, 418.000 đồng, một bịch khô bò tiền ký, 47.300, một nồi lẩu của Kim Hằng, 110.000 đồng, một bộ võng trường thọ, 416.000 đồng. Sương ơi, tại sao lại mua ít thế nhỉ? Có khi nào mà phải giới hạn mua trong vòng 1 triệu đồng chưa? Em thì chưa bao giờ mua trên 1 triệu. Chưa bao giờ mua trên 1 triệu, thành ra hôm nay là mua sắm hơi bị nhát tay đúng không? Dạ đúng. Và tổng số tiền mà bạn đã sử dụng là 991.300 đồng. Ồ, tôi tưởng là không tới, hóa ra là đã đúng trong phạm vi cho phép và xe hàng này thuộc về bạn, xin chúc mừng. Chúng ta cùng nhau tính tiền cho thí sinh thứ hai, đó là chị Linh. Chị đã mua 2 nước trái cây Anuta 10.000 đồng, 1 mật ong Việt Honey 31.000 đồng, 1 bếp du lịch Namilus 169.000 đồng, 1 kem xóa nếp nhăn Emco 115.000 đồng, 1 gối cao su Vạn Thành 209.000 đồng, 1 bộ võng trường thọ 416.000 đồng. Tổng số tiền mà chị Linh mua sắm là 950.000 đồng. Xin chúc mừng chị, như vậy là xe hàng này cũng đã thuộc về chị rồi. Và bây giờ là phần tính tiền cho chị Ngọc Anh. Chị đã mua một chiếc sừng hấp của công ty nhôm inox Kim Hằng 255.000 đồng, một bịch khô mực tuyền ký 25.000 đồng, một bánh Funderby cao cấp bổ sung canxi 24.000 đồng, một nồi lẩu Kim Hằng 110.000 đồng, một gối cao su Vạn Thành 209.000 đồng, một bếp nướng ga của Namilus 389.000 đồng.
chị có tin rằng mình cũng may mắn như hai thí sinh đầu tiên để sở hữu số quà không? Hy vọng. Và tổng số tiền mà chị đã sử dụng là 1.012.600 đồng. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã sử dụng những số tiền như sau. Chị Ngọc Anh sử dụng 1.012.600. Bạn Thu Sương sử dụng hết 991.300 đồng. Chị Thùy Linh đã sử dụng hết 950.000 đồng. Và như vậy thì bạn Thu Sương đã có mức sai số thấp nhất. Và bạn đã là người chiến thắng để bước vào vòng tiếp theo của chương trình. Xin chúc mừng. Chị Ngọc Anh và chị Thùy Linh sẽ nhận được những giải thưởng tương ứng. Mỗi chị nhận được nguyên một xe quà và giải thưởng là 1.000.000 đồng. Ngoài ra, các chị còn nhận được thêm phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Tiên Thánh. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Như thường lệ sẽ là đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Chợ Kim Biên được coi như là một ngôi chợ có lịch sử hình thành lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó được hình thành vào khoảng những năm 1778. Và chợ này là do những người Hoa, mà người ta hay gọi là người Minh Hương, từ Cù Lao Phố ở Biên Hòa kéo sang rạch Bến Nghé tụ họp buôn bán tự phát mà thành chợ. Và đây chính là đáp án trong câu hỏi của tuần vừa rồi, đáp án số 2. Xin được chúc mừng những vị khán giả đã chọn đáp án này. Trong tuần qua đã có 2.105 khán giả gọi về cho chương trình, trong đó chỉ có 1.352 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác mà thôi. Và trong đó, một vị khán giả đã đưa ra con số dự đoán cực kỳ chính xác và gọi về sớm nhất vào lúc 20:33 ngày 18 tháng 11. Đó là vị khán giả có số điện thoại 0959607106. Xin chúc mừng vị khán giả này đã nhận được giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng. Và bạn sẽ trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn. Còn tuần này thì sao nhỉ? Chúng ta lại cùng chuẩn bị nhấc điện thoại lên, gọi về cho chương trình để trả lời câu hỏi của tuần này. Và câu hỏi thì cũng rất đơn giản thôi. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, chợ nào sau đây được coi như là chợ đầu mối phân phối thịt gia súc ở thành phố Hồ Chí Minh? Sẽ có hai đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là chợ Hồ Thị Kỷ. Đáp án số 2 là chợ Phạm Văn Hai. Các bạn chọn đáp án nào? Chỉ có hai sự lựa chọn thôi nhé. 1 hoặc 2. Và còn câu thứ 2 nữa đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1 hoặc 2 ở câu hỏi số 1 và Y là số người dự đoán của bạn ở câu thứ 2. Thật vô cùng đơn giản đúng không nào? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của tuần này. Và nếu chúng ta là người chiến thắng sẽ sở hữu những giải thưởng được trao tặng từ công ty Kiềm Nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình và cùng tìm ra hai thí sinh nữa góp mặt trong vòng thi này. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có tờ báo Tuổi Trẻ. Và thí sinh thứ hai sẽ cùng tham gia ở vòng thi này. Xin chúc mừng thí sinh có tờ báo Thanh Niên. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình và có hai thí sinh mới ở vòng thi này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với họ. Xin mời các thí sinh. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, là nhân viên của Bưu điện, Trung tâm Chợ Lớn. Hôm nay tôi tham dự chương trình này là ham vui. Đằng sau chiếc ly đỏ, xin mời bạn Phương. Mật ong Việt Honey. Mật ong Việt Honey, hãy thử khám phá xem nào. Xin chúc mừng bạn. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Bạn đã ghi thêm 100 điểm nữa. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tấm hình cuối cùng, là hình ảnh của chiếc muỗng và nĩa. Như vậy là chị Lệ. Xin mời chị Lệ. Cái lò gì á?
Lò vi ba vậy. Như vậy là bạn Phương đã nghĩ rằng là trả lời sai và bạn giành quyền trả lời. Xin mời bạn. Em nghĩ là lẩu. Lẩu Fisco. Chúng ta hãy xem thử xem đúng không nào. Lẩu Fisco, xin chúc mừng bạn. Lẩu Fisco, lẩu thứ thiệt, vị gói nước dùng được tinh chế từ nước luộc, hải sản và các loại gia vị, tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút chế biến là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Fisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Như vậy là bà lại ghi thêm 100 điểm nữa, xin được chúc mừng bạn Phương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố giải thưởng dành cho các thí sinh. Chị Lệ đã ghi được thêm 200 điểm và tổng số điểm mà chị có được là 700. Xin được chúc mừng chị. Bạn Phương đã ghi được thêm cho mình 500 điểm và tổng số điểm của bạn Phương là 1.000 điểm. Xin chúc mừng bạn Phương. Còn bạn Sương đã ghi cho mình thêm 100 điểm và tổng số điểm dành cho bạn Sương là 600 điểm. Xin chúc mừng bạn. Sau phần thi này thì bạn Phương là người có số điểm cao nhất và như vậy bạn là người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời chị Lệ và bạn Sương cùng bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng tương ứng như sau. Chị Lệ đã nhận được giải thưởng là 700.000 đồng. Và bạn Sương, tổng số tiền của bạn khi tham gia từ vòng đầu tới bây giờ là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Cả hai thí sinh của chúng ta còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng hai thí sinh. Quý vị khán giả thân mến, câu hỏi của tuần này dễ đúng không nào? Theo bạn, ở thành phố Hồ Chí Minh, chợ nào được coi là chợ đầu mối cung cấp các loại thịt gia súc gia cầm? Có hai đáp án để các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là chợ Hồ Thị Kỷ. Đáp án số 2 là chợ Phạm Văn Hai. Các bạn chọn đáp án nào? Có cần phải gợi ý không nhỉ? Tôi sẽ gợi ý nho nhỏ thôi nhá. Đó là chợ này nằm ở quận Tân Bình. Các bạn hãy lựa chọn đi, đáp án 1 hoặc 2. Tôi chỉ gợi ý được câu 1 thôi. Còn câu 2 thì tôi cũng bó tay bởi vì tôi chưa bao giờ dự đoán gần đúng con số đó cả. Quý vị hãy dự đoán nhé. Càng đưa ra nhiều con số dự đoán, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313. Nếu như quý vị là người chiến thắng, quý vị sẽ sở hữu giải thưởng 2 triệu đồng và còn trở thành thí sinh của chương trình siêu thị may mắn nữa. Và chúng tôi cũng xin thông báo cùng toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình, đó là đợt quay hình mới của chương trình siêu thị may mắn sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới đây tại nhà thi đấu Tân Bình. Các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật vui tươi để chào đón bạn Trúc Phương, người có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn giùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn giùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những cô gái của nhóm Nhật Nguyệt đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Bạn Trúc Phương thân mến, các cô gái trong nhóm Nhật Nguyệt đã cho chúng ta biết đằng sau lưng chúng ta có những ô cửa với rất nhiều bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta cùng bước về vị trí chuẩn bị khám phá những bất ngờ này nhé. Xin mời.
Bạn Phương thân mến, lúc này ở trong ô cửa của chúng ta có những số điểm như sau: ô cửa 300 điểm, 500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, 20.000 điểm và ô cửa 3 số 0 là ô cửa bất ngờ. Bạn dùng số điểm của bạn đang có đặt vào trong những ô cửa này. Nếu mở cửa ra, điểm trong cửa cao hơn điểm bạn đang có, điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu mở cửa ra và điểm trong cửa thấp hơn, thì điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Bạn sẽ tìm cách để nhân cao số điểm của mình cho tới được 5.000 điểm mà bạn đặt vào ô cửa đặc biệt. Mở cửa ra, giải thưởng đặc biệt sẽ thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn đặt vào ô cửa 3 số 0 thì cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức và bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm. Chính vì vậy bạn hãy cẩn thận để lựa chọn các ô cửa. Và bạn cũng có quyền quyết định là xin ngừng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Bạn đã hiểu luật chơi đúng không nào? Và bây giờ thì bạn hãy đưa ra sự lựa chọn đầu tiên của mình với 6 ô cửa. Bạn chọn ô số mấy? Bạn có thể hỏi khán giả để khán giả tư vấn cho bạn. Theo các bạn thì Phương nên chọn số mấy? Số mấy ạ? Hãy lớn lên chúng ta ạ. Số mấy? Số 2. Rất nhiều người nói bạn lựa chọn cửa số 2. Tôi sẽ chọn cửa số 2. Bạn xin chọn cửa số 2. Bạn nghe theo khán giả đúng không? Dạ. Và bây giờ ba thí sinh chưa tham gia vòng thi nào, chúng ta cũng có cơ hội để dự đoán số điểm trong ô cửa số 2 này. Nếu dự đoán đúng, mỗi thí sinh sẽ nhận được giải thưởng là 200.000 đồng. Bây giờ xin mời các thí sinh hãy lần lượt giới thiệu về mình và đưa ra số dự đoán. Xin mời. Tôi tên là Thanh. Tôi dự đoán ô cửa số 2 là 500. Thì Thanh dự đoán ô cửa số 2 là 500 điểm. Xin mời người tiếp theo. Em tên là Minh Vân. Em cũng dự đoán là 500. Bạn Vân cũng dự đoán là 500. Và xin mời người thứ ba. Em tên là Hương. Em xin dự đoán ô cửa số 2 là 300 điểm. Bạn Hương dự đoán ô cửa số 2 là 300 điểm. Như vậy là cả ba người chơi còn lại đều chúc cho bạn là ô cửa này thấp hơn điểm bạn đang có đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Xin mời mở cửa số 2. Thuốc cảm viên Ameflu sản xuất theo công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại: Ameflu 3 ngày vitamin C tăng cường sức đề kháng, Ameflu 3 ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Sơn dưỡng móng tay Cẩm Tú Darling chứa nhiều sulfur amino acid là chất làm cho móng bạn cứng khỏe và trắng sáng. Cẩm Tú Darling đi cùng sắc đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá số điểm trong ô cửa này. Số điểm trong ô cửa này là 500 điểm. Xin chúc mừng bạn. Như vậy thì hai thí sinh đầu tiên cũng đã nhận được phần quà khi đã dự đoán đúng. Giải thưởng dành cho hai thí sinh mỗi người là 200.000 đồng. Và cả ba thí sinh thì cũng sẽ nhận được phần quà của đơn vị tài trợ. Xin được chúc mừng. Và bây giờ thì xin mời bạn Phương hãy tiếp tục tìm ô cửa thứ 2 để nhân đôi số điểm của mình tiếp. Bạn muốn chọn cửa số mấy? Cửa số mấy ạ? Xin hỏi cửa số mấy ạ? Số mấy? Rất nhiều người nói là cửa số 4. Không, cũng nghe cửa số 4, tôi sẽ mở cửa số 4. Bạn cũng nghe theo khán giả là chọn cửa số 4 à? Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy dành một cơ hội cho những vị khán giả đang ngồi ở phía bên dưới kia. Hãy cùng nhau dự đoán. Nếu dự đoán đúng, các bạn sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Xin được mời bạn trai. Dạ. Dạ, em xin dự đoán là 2.000 điểm. Bạn dự đoán ô cửa này là 2.000 điểm. Nếu mà bạn dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được một phần quà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô cửa số 4. Máy lạnh treo tường Alaska, sản xuất tại Malaysia, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, block máy siêu bền, chế độ làm lạnh thông minh, làm trong lành không khí, tiết kiệm điện năng. Và số điểm trong ô cửa này là 20.000 điểm. Như vậy là bạn đã bị chia đôi số điểm của mình mất rồi. Số điểm của bạn trở lại là 1.000. Và bạn khán giả đang ngồi bên dưới cũng chưa nhận được giải thưởng của chương trình. Bạn đã mất cơ hội để sở hữu giải thưởng đặc biệt, nhưng bạn vẫn có cơ hội để tăng cao số điểm của mình. Hoặc là bạn cũng có thể ngưng cuộc chơi. Xin mời bạn hãy lựa chọn. Vâng, chơi tiếp. Bạn chơi tiếp để nâng cao số điểm của mình đúng không nào? Bây giờ thì bạn hãy lựa chọn ô cửa nào thấp hơn 1.000 điểm đi. Còn một ô cửa là ô cửa 300 điểm. Ô số mấy ạ? Khán giả hãy tư vấn ô số mấy ạ?
Ba. Bên này thì nói số 3, bên kia thì nói số 1. Bạn nghe bên nào? Tôi sẽ chọn số 1. Bạn chọn số 1. Bạn Phương đã quyết định chọn số 1. Và bây giờ một cơ hội dành cho khán giả đang ngồi ở phía bên này. Hãy dự đoán xem ô cửa số 1 là ô cửa bao nhiêu điểm. Xin mời bạn trai ở trên hàng trên ạ. Theo tôi ô cửa số 1 là ô có giá là 2.000 điểm. Bạn đoán ô cửa số 1 là 2.000 điểm. 2.000 điểm. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 1 thử xem. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Funner Bite sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất calcium DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Và số điểm của ô cửa này là làm sao mà nhỏ hơn 1.000 điểm của bạn nhé. 300 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là khán giả vẫn chưa có câu trả lời chính xác, còn bạn thì lại được nhân đôi số điểm của mình. Và số điểm của bạn lúc này là 2.000 điểm. Với 2.000 điểm thì vẫn còn có một ô cửa nữa nhỏ hơn số điểm của bạn. Nhưng những ô cửa còn lại thì lại cao hơn và có một ô là 3 số 0. Bây giờ bạn muốn ngưng cuộc chơi để bảo toàn số điểm 2.000 hay là tiếp tục tăng lên thành 4.000? Nhưng cũng rất có thể là sẽ chỉ còn 1.000 thôi. Bạn hãy quyết định đi nào. Băn khoăn quá đúng không? Lên chơi tiếp hay không ạ? Tiếp hay không? Khán giả nói rằng lên tiếp. Còn bạn thì sao? Giữ 2.000 hay nhận được 4.000 hay là còn 1.000? Phương chơi tiếp. Bạn chơi tiếp. Quyết định tìm được cho được 4.000 đúng không? Bây giờ thì bạn lựa chọn cửa số mấy? Chọn cửa số mấy ạ? Số 3 hay là số 5? Nhiều người nói là số 5. Tôi sẽ chọn cửa số 5. Bạn quyết định là cửa số 5. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở ô cửa số 5. Xích đu đồng làm bằng gang đúc, kết hợp với khung thép và chất liệu nhựa giả mây, hoa văn đẹp và đơn giản. Đây là sản phẩm để ngoài trời, thích hợp với những khu nhà có sân vườn. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và hãy xem thử số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu nào. Số điểm của ô cửa này là 3 số 0, Phương ơi. Như vậy là số điểm của bạn lại còn 1.000 điểm. Và bạn đã không còn cơ hội để tiếp tục tăng số điểm của mình nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nốt những cái cửa còn lại nhé. Hãy mở cho tôi ô cửa số 6. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Và số điểm ở trong ô cửa số 6 là 2.000 điểm. Lúc nãy tôi có nghe thấy một người nói là cửa số 6, tiếc không? Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa cuối cùng là ô cửa số 3. Thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại: thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm. Đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. 11 năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao, là danh hiệu hàng đầu năm 2007. Phở Việt, dai mềm từng sợi, không phải đợi lâu. Sản phẩm mang hương vị đậm đà phở truyền thống của người Việt Nam. Và số điểm của ô cửa này đó là ô cửa 3.000 điểm. Chúng ta đã cùng nhau khám phá cả 6 ô cửa của vòng đặc biệt trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ thì xin mời bạn Phương cùng bước về phía trước để nhận giải thưởng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi của ngày hôm nay thì bạn Phương của chúng ta đã giành được số điểm là 1.000 điểm.
giải thưởng tương ứng dành cho bạn là 1 triệu đồng. Và bạn Phương còn nhận được phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Nhân Khánh. Và bạn Phương cũng như tất cả quý khán giả đã nhận được rất nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay qua chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã quan tâm tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Nhân Khánh đã tài trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn xin gửi tới công ty máy tính Việt Nam T&H, công ty phân phối máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh và nhãn hiệu thời trang Z đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tối chủ nhật tuần sau. Thần Việt Nam hòa cùng thế giới, tinh thần number one. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Như vậy là trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh về chuyến tập huấn tại Phan Xi Păng, đỉnh núi cao nhất Việt Nam cũng như Đông Dương. Đây là chuyến tập huấn mà các vận động viên Việt Nam của chúng ta cần phải trải qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với các bạn vận động viên và đối với những khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Trong chương trình này, chúng ta sẽ biết được những vận động viên nào tiếp tục được chọn để theo tiếp cuộc hành trình này và những vận động viên nào phải dừng chân. Trong số 11 vận động viên tham dự chương trình thì chỉ có 8 vận động viên được chọn. Đây thật sự là một điều hết sức khó khăn đối với ban tổ chức và các chuyên gia leo núi người Sherpa. Tuy nhiên, đây là một giai đoạn cần phải trải qua, cần các bạn phải thể hiện mình. Và trước tiên, chúng ta sẽ đến với những hình ảnh về chuyến tập huấn đầu tiên tại Phan Xi Păng và những gương mặt đã theo đuổi chuyến tập huấn này từ những ngày đầu tiên.